Jeju được đánh giá là mang giá trị tinh thần cộng đồng độc đáo. Những người phụ nữ lặn biển ở hòn đảo này có thể lặn sâu xuống biển để bắt các loại hải sản mà không cần đến bình lặn oxy, chỉ với một vài trang thiết bị đơn giản như quần áo lặn, chân vịt, mặt nạ lặn. Nghe lặn ở đảo Jeju được đánh giá là hoạt động đánh bắt hải sản thân thiện với môi trường tự nhiên, giảm thiểu các thiệt hại đối với môi trường. Đảo Jeju nằm ở phía nam của Hàn Quốc, những người phụ nữ cao tuổi này trông vẫn còn trẻ khỏe như những người đáng tuổi con cháu họ. Họ tự gọi mình là những hải nữ Hanio, những người nữ thợ lặn này ngày ngày phải đối mặt với nguy hiểm nơi biển khơi. Một buổi sáng trời nắng nhưng khá lạnh, bà Litahi và các chị em trong làng ra biển bắt đầu công việc như mọi ngày. Đồ lặn ôm bên hông, những phụ nữ này vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Có người đã làm công việc này tới 60 năm. Sau khi dùng một túi bọt biển để tra kính lặn, họ nhảy vào lòng biển sâu thẳm. Lặn xuống dưới biển có nghĩa là có tiền mang về. Cuộc sống ở đây sẽ rất khó khăn nếu không có nghề lặn biển này. Chẳng còn cách kiếm sống nào khác. Mẹ tôi là Hanio, chị tôi cũng là Hanio. Vì thế, ngay từ bé tôi đã được dạy lặn. Họ lặn ở độ sâu 10 đến 20 mét nhiều giờ một ngày để bắt hải sản ở thềm đại dương. Đã từ nhiều thế kỷ nay, phụ nữ đảo Chechu đã lặn biển chỉ với chân vịt và mặt nạ, tìm bắt bào ngư, ốc xà cừ và bạch tuộc họ nhìn thở được tới 3 phút trong là nước lạnh giá và áp lực nước rất lớn trong quá khứ đàn ông địa phương làm nghề lặn, nhưng về sau khi bị đánh thuế nặng, số tiền họ kiếm được trở nên ít ỏi hơn. Việc phụ nữ theo nghề lặn được miễn thuế là một kẽ hở, nên một cách tự nhiên, công việc lặn biển mò tìm hải sản do phụ nữ đảm trách từ thế kỷ 16 đến 17. Phụ nữ hoàn toàn thích nghi với công việc này bởi cơ thể họ giữ nhiệt tốt và mềm dẻo hơn trong nước so với nam giới. Họ lặn được lâu hơn, sâu hơn, nên những sản vật cũng thu được tốt hơn Dần dần, lặn biển trở thành nghề mưu sinh chính của nữ giới trên đảo. Những người đàn ông chỉ trợ búa và chăm sóc con cái. Tuy nhiên, việc áp lực nước thay đổi liên tục, lặp đi lặp lại có thể là mối đe dọa lớn đến sức khỏe. Nhiều Hanio phải dựa vào thuốc hoặc dịch vụ chăm sóc y tế công để duy trì công việc. Năm năm qua, trung bình mỗi năm, 9 nữ thợ lặn gặp nạn qua đời trong lúc làm việc. Phụ nữ đảo Jeju làm rất nhiều việc, đẻ con, nuôi nấng chúng, lặn biển bắt hải sản. Khi không ở dưới nước thì làm ruộng, rồi chuẩn bị các lễ tế trong năm. Phụ nữ ở đây luôn rất mạnh mẽ và đừng mũi chịu xào mọi mặt. Khi chúng tôi mới lấy nhau, vợ tôi từng mang về nhà hơn một tạ bào ngư và ốc xà cừ trong một lần lặn biển. Thỉnh thoảng tôi cũng mặc cảm vì đàn ông chúng tôi chỉ ở nhà, trong khi vợ con lại phải dầm mình dưới nước lạnh. Nhưng đó đã là truyền thống ở đảo này rồi. Thế nhưng tập tục lâu đời này đang có thể bị lung lay. Những cô gái trẻ trên đảo bây giờ không hứng thú nhiều với việc lặn nữa. Thay vào đó, họ cố tìm những công việc nhẹ nhàng hơn trên đảo, hay là vào đất liền sinh sống. Tuổi trung bình của các nữ thợ lặn cũng ngày càng cao và nhiều người đã hơn 80 tuổi. Vậy nên người ta lo lắng hình ảnh của những hải nữ này sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Nghề thợ lặn truyền thống của phụ nữ đảo Jeju, Hàn Quốc, được biết đến với tên gọi Hanyo hay là hải nữ, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nghề nữ thợ lặn tại đảo Jeju được đánh giá là mang giá trị tinh thần cộng đồng độc đáo. Những người phụ nữ lặn biển ở hòn đảo này có thể lặn sâu xuống biển để bắt các loại hải sản mà không cần đến bình lặn oxy, chỉ với một vài trang thiết bị đơn giản như quần áo lặn, chân vịt, mặt nạ lặn. Nghề lặn ở đảo Jeju được đánh giá là hoạt động đánh bắt hải sản thân thiện với môi trường tự nhiên, giảm thiểu các thiệt hại đối với môi trường. Đảo Jeju nằm ở phía nam của Hàn Quốc, những người phụ nữ cao tuổi này trông vẫn còn trẻ khỏe như những người đáng tuổi con cháu họ. Họ tự gọi mình là những hải nữ, Hanio. Những người nữ thợ lặn này ngày ngày phải đối mặt với nguy hiểm nơi biển khơi. Một buổi sáng trời nắng nhưng